Từ những chiến hào đẫm máu của Somme cho đến những trận chiến tăng thiết giáp khốc liệt trong Thế chiến thứ hai, xe tăng đã trở thành biểu tượng của sức mạnh quân sự và sự tiến bộ công nghệ. Kể từ đó, những con quái vật bọc thép này đã tiến hóa nhanh chóng và mang tính cách mạng, đặc biệt là trong những năm 1940, khi chiến tranh liên quan tới cơ sở vật chất bọc thép trở thành yếu tố quyết định trong các cuộc xung đột. Cho đến những năm 1950, sau khi trải qua nội bộ bất ổn và các xung đột bên ngoài, Trung Quốc mới bắt đầu tự chế tạo xe tăng chiến đấu chính của mình. Tai 99 là biểu tượng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực khí tài quốc phòng. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc thép kiên cố và những thông số kỹ thuật ấn tượng, vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về khả năng thực sự của Tai 99. Liệu nó có thể sánh ngang với những ông lớn trong làng xe tăng thế giới? Và quan trọng hơn, Tai 99 tiết lộ điều gì về tham vọng quân sự của Trung Quốc trong tương lai? Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình phát triển xe tăng của Trung Quốc, từ quá khứ đến hiện tại, để vén màn bí mật về Tai 99 và hiểu rõ hơn về vị thế của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược toàn cầu. Trước tiên, hãy cùng điểm lại một số khái niệm cơ bản khi nhắc đến thế hệ xe tăng. Chúng ta đang nói về những bước tiến công nghệ đáng kể trong thiết kế và chế tạo xe tăng sau Thế chiến thứ hai. Thế hệ đầu tiên bao gồm những chiếc xe tăng ra đời vào cuối cuộc chiến vào những năm 1950. Chúng được trang bị lớp giáp dày và pháo lớn có hệ thống ổn định con quay hồi chuyển, thường có cỡ nòng từ 105 đến 125mm, và thường được gọi là xe tăng chiến đấu chủ lực. Những đại diện tiêu biểu cho thế hệ này là Centurion của Anh, T-54-55 của Nga, M-48 Barton của Mỹ và Tai 59 và 61 của Trung Quốc. Thế hệ xe tăng thứ hai ra đời từ những năm 1950 đến năm 1980 với tốc độ phát triển khác nhau tùy theo trình độ công nghệ và nguồn lực của mỗi quốc gia. Trọng tâm của thế hệ này không chỉ là tăng cường hỏa lực hay giáp bảo vệ mà còn chú trọng vào các cải tiến công nghệ khác. Xe tăng thế hệ thứ hai được trang bị khả năng hoạt động tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng nhờ hệ thống quan sát hồng ngoại, đồng thời được thiết kế để chống chọi với môi trường chiến tranh hạt nhân, sinh học và hóa học. Một số đại diện tiêu biểu của thế hệ này bao gồm Trefan của Anh, Trisva 103 của Thụy Điển, M60 Barton của Mỹ, T62 của Liên Xô và các loại Tai 59 và 61 của Trung Quốc. Một số mẫu xe tăng còn được trang bị giáp bảo vệ tiên tiến hơn như giáp Chorham. Thế hệ xe tăng thứ ba xuất hiện vào cuối những năm 1980, đánh dấu một bước nhảy vọt về công nghệ với giáp hỗn hợp và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Điều này đặt ra câu hỏi, Trung Quốc, một quốc gia từng không có nền tảng công nghiệp vững chắc hay kiến thức chuyên sâu về thiết kế xe tăng, đã đạt được những tiến bộ như thế nào trong lĩnh vực phức tạp này? Hành trình phát triển xe tăng của Trung Quốc khởi đầu từ con số 0, chậm chạp và chủ yếu dựa vào công nghệ nước ngoài. Trong những năm 1920, một số lãnh chúa Trung Quốc đã mua một số xe tăng của Pháp. Đến những năm 1930, một số lượng nhỏ xe bọc thép hạng nhẹ, xe tăng hạng nhẹ và xe tăng siêu nhẹ như CV-35 của Ý và Scadenkleu của Anh. Từ nhiều quốc gia khác nhau đã xuất hiện tại Trung Quốc. Sự hiện diện của chúng là kết quả của các hoạt động quân sự khác nhau khi các cường quốc châu Âu bắt đầu quan tâm đến tình hình chính trị và quân sự tại Trung Quốc. Với sự có mặt của các cố vấn quân sự từ Liên Xô, Đức và Ý, lực lượng Trung Quốc chiến đấu chống Nhật Bản đã sở hữu một đội hình xe tăng đa dạng và kỳ lạ, bao gồm T-26 của Liên Xô, Panzer Mark 1 và xe tăng bọc thép SDKFZ 222 của Đức, cũng như các phương tiện bọc thép từ Ý và Anh. Tuy nhiên, việc sử dụng những chiếc xe tăng này có thể thiếu tổ chức và chiến lược rõ ràng. Chúng thường được phân tán dọc theo chiến tuyến mà không có sự tập trung lực lượng hiệu quả. Hầu hết đều bị phá hủy trong các trận chiến, trong khi việc tiếp cận phụ tùng thay thế và bảo dưỡng các thiết bị khác nhau cũng là một thách thức lớn. Đến đầu những năm 1940, chính phủ Trung Quốc đã thành lập Sư đoàn 200. Một sư đoàn cơ giới với một trung đoàn xe tăng chủ yếu được trang bị các xe tăng hạng nhẹ T-26 đã lỗi thời của Liên Xô. Hiệu quả chiến đấu của sư đoàn này không đồng đều. Họ đã chiến thắng quân Nhật trong ít nhất một trận đánh lớn, nhưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề trong một trận chiến khác. Không có ghi chép chính thức về các cuộc đối đầu trực tiếp giữa xe tăng Nhật Bản và Trung Quốc,
cũng như không có bằng chứng về chiến thuật mà phía Trung Quốc sử dụng để đối phó với các cuộc tấn công bằng xe tăng. Sau sự kiện Trân Châu Cảng và sự tham gia của Mỹ vào chiến trường Thái Bình Dương, Mỹ đã tăng cường hỗ trợ vũ khí cho lực lượng Trung Quốc đang gặp khó khăn. Kế hoạch cung cấp 600 xe tăng hạng nhẹ T-16 đã lỗi thời của Mỹ cho Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Ngay cả phía Trung Quốc cũng nhận ra rằng chúng không phù hợp. Sau đó, chương trình Land Laser của Mỹ đã cung cấp gần 300 xe tăng hạng nhẹ M2, M3 và M5, thậm chí cả 35 chiếc M4 Seaman. Sư đoàn cơ giới 200 tiếp tục chiến đấu tại Miến Điện dưới sự chỉ huy của tướng Mỹ Stilwell, nơi họ giành được hai chiến thắng quan trọng, nhưng cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn trong trận chiến giành xa lộ Sipop-Makov. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô đã hỗ trợ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA 1.300 xe tăng, T-34/85, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa lực lượng. Các nhà máy Trung Quốc sau đó đã sản xuất các phiên bản sao chép của T-34 và tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên, đối đầu trực tiếp với lực lượng Mỹ. Trong cuộc chiến này đã diễn ra nhiều trận đấu tăng. Một nghiên cứu của Mỹ năm 1954 ước tính có hơn 100 cuộc giao tranh xe tăng. Có thể xác nhận, đến giữa những năm 1950, Trung Quốc bắt đầu từ thiết kế xe tăng. Mẫu xe tăng T-59 chịu ảnh hưởng lớn từ dòng T-54/55 của Liên Xô. Đây là chiếc xe tăng đầu tiên do ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sản xuất, với số lượng lên tới hơn 10.000 chiếc. T-59 được sử dụng từ những năm 1950 đến năm 1980 và được coi là một bước nhảy vọt cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trong suốt quá trình hoạt động, nó đã được nâng cấp dần dần với các cải tiến trong nước và một số công nghệ phương Tây. Một thách thức chiến lược lớn mà Trung Quốc luôn phải đối mặt trong việc bảo vệ lãnh thổ là địa hình phức tạp ở phía nam đất nước. Vào thời điểm đó, T-59, một loại xe tăng hạng nặng không phù hợp với địa hình miền Nam với những cánh đồng lúa, núi đồi và sông ngòi chằng chịt. Hơn nữa, các cây cầu ở khu vực này cũng không chịu được trọng lượng lớn của T-59. Do đó, T-62, một loại xe tăng hạng nhẹ hơn, đã được ra mắt vào năm 1963. Yêu cầu về trọng lượng nhẹ và tính linh hoạt luôn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế xe tăng của Trung Quốc. Để so sánh, T-99 nặng khoảng 58 tấn, trong khi các phiên bản mới nhất của M1 Abrams nặng hơn 70 tấn. Năm 1969, căng thẳng giữa Liên Xô và Trung Quốc leo thang thành một cuộc xung đột biên giới ngắn nhưng dữ dội. Có lúc cả hai bên đã triển khai tới 1,5 triệu binh sĩ đối đầu nhau tại biên giới. Cuộc xung đột này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Họ nhận thấy rõ sự thua kém đáng kể của xe tăng Trung Quốc so với các mẫu xe tăng hiện đại của Liên Xô như T-62, T-64 và T-72. Một chiếc T-62 của Liên Xô bị thu giữ đã trở thành nền tảng để sao chép và cải tiến T-59, dẫn đến sự ra đời của T-69 và sau đó là T-79. Mặc dù vẫn giữ nguyên hình dáng cơ bản của T-59, nhưng chúng được nâng cấp bằng công nghệ từ chiếc xe tăng thu giữ được hoặc từ phương Tây. Tuy nhiên, những cải tiến này không mang lại sự đột phá về hiệu suất chiến đấu như mong đợi. Thay vì được sử dụng rộng rãi trong quân đội Trung Quốc, nhiều chiếc T-69 và T-79 đã được bán cho các nước khác như Iran và Iraq, nơi chúng được đánh giá cao nhờ giá thành rẻ, độ bền cao và dễ bảo trì. Mặc dù những chiếc xe tăng này có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ khi diễu hành trong các buổi lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của bất kỳ nhà độc tài nào, khả năng chiến đấu thật sự của chúng lại gây ra nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc không bỏ cuộc. Nhờ mối quan hệ cải thiện với phương Tây trong những năm 1980, Trung Quốc đã tiếp cận được một số công nghệ quân sự tiên tiến, đặc biệt là từ Anh, bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực Marconi và pháo L7-105mm mạnh mẽ. Họ thậm chí còn tích hợp thêm nhiều công nghệ hiện đại khác từ phương Tây vào thiết kế xe tăng của mình, như pháo từ Áo và động cơ từ Đức. T-88 ra đời như một giải pháp tạm thời hữu ích, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Các xe tăng Trung Quốc xuất khẩu sang Trung Đông đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh. Chiến tranh Iran-Iraq năm 1980 đến năm 1988, chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991 và thậm chí cả chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai 2003. Trên những chiến trường này, sự thua kém của xe tăng Trung Quốc so với hầu hết các xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây đã trở nên rõ ràng. Tình hình về phía Liên Xô cũng không khả quan hơn. Trung Quốc đã thu được một chiếc T-72, có thể là từ Iran trong chiến tranh Iran-Iraq. Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc nhận ra rằng pháo xe tăng phương Tây có thể hạ gục T-72, trong khi T-72 lại vượt trội hơn tất cả các loại xe tăng Trung Quốc. Đây không phải là vị thế mà một siêu cường mong muốn.
Trung Quốc cần phải sản xuất một loại xe tăng thế hệ thứ 3 đáng tin cậy và lý tưởng nhất là vượt trội hơn hẳn so với xe tăng thế hệ thứ 2 hiện có. Tuy nhiên, có vẻ như có hai luồng ý kiến khác nhau về hướng đi thiết kế xe tăng trong cộng đồng kỹ sư Trung Quốc lúc bây giờ. Một bên ủng hộ việc giữ lại cấu trúc cơ bản của T-72 và phát triển từ đó, trong khi bên kia muốn thực hiện một cuộc cách mạng lớn hơn. Lấy cảm hứng từ thiết kế hiện đại của xe tăng Merkava của Israel. Tuy nhiên, thiết kế Merkava dường như quá tiến bộ so với Trung Quốc vào thời điểm đó. Họ đã chọn T-72, một mẫu xe tăng mà họ đã có kinh nghiệm thực tế và vừa khiến họ ấn tượng vừa lo ngại. Đây là một thách thức lớn. Trong suốt hai thập kỷ, Trung Quốc chưa đạt được bước tiến đáng kể nào trong thiết kế xe tăng chiến đấu chủ lực. Những thành tựu trước đó chủ yếu dựa vào công nghệ phương Tây hoặc sao chép mẫu thiết kế Liên Xô. Giờ đây, các kỹ sư Trung Quốc phải cố gắng nhảy vọt từ thế hệ đầu tiên lên thế hệ thứ 3 trong thời gian ngắn nhất có thể. Chu Dụ Sinh, một cựu chiến binh và nhà thiết kế xe tăng kỳ cựu của BLA, đã được triệu hồi để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, tạo ra một loại xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa có khả năng đối đầu với các mẫu xe tăng mới nhất của phương Tây và Liên Xô. Mục tiêu là chế tạo một chiếc xe tăng có thể đánh bại T-80 và sánh ngang với Leopard 2. Đây quả là một nhiệm vụ đầy thách thức. Như Chu Dụ Sinh đã nhận xét, các quốc gia khác không hề ngủ quên trong cuộc đua phát triển xe tăng. T-90, một nỗ lực ban đầu nhằm tạo ra phiên bản xuất khẩu cho Pakistan, đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu hoạt động hiệu quả trong các khí hậu khắc nghiệt của Trung Quốc và cái nóng như thiêu đốt của sa mạc Pakistan. Một thiết kế khác, T-95, cũng không thành công và bị ngừng sản xuất vào năm 1988 do không đạt tiêu chuẩn, mặc dù được xuất khẩu sang Pakistan. Các nhà thiết kế Trung Quốc vẫn phải quay lại từ đầu. Vậy sau những thất bại ban đầu của T-90 và T-95, điều gì đã giúp Trung Quốc phát triển thành T-99? Cách tiếp cận của họ đã thay đổi như thế nào để vượt qua những thách thức về địa hình đa dạng và yêu cầu công nghệ cao trong hành trình tìm kiếm một loại xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến? Năm 1997, sự xuất hiện của T-96 đã mang đến một bước ngoặt quan trọng với thiết kế nhẹ và khả năng thích ứng tốt với nhiều loại địa hình khác nhau. Tiếp nối thành công này, T-98 ra mắt trong cuộc diễu hành ngày chiến thắng năm 1999, giới thiệu các hệ thống điện tử cải tiến và tháp pháo hàng theo phong cách phương Tây. Những tiến bộ này phản ánh triết lý thực dụng của Chu Dụ Sinh, người tin rằng việc kết hợp những yếu tố thiết kế tốt nhất, bất kể nguồn gốc, là chìa khóa để đạt được thành công. Hãy cùng tìm hiểu xem những bước phát triển này đã mở đường như thế nào cho sự ra đời của T-99. Và điều gì đã làm cho nó trở thành một điểm nhấn trong lịch sử phát triển xe tăng của Trung Quốc. Các cải tiến tiếp tục được thực hiện với T-98 và cuối cùng là T-98G, đã phát triển thành chiếc mà chúng ta biết ngày nay là T-99. T-99 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2000 và có thể đã được đưa vào hoạt động vào năm 2001. Các cập nhật mới cho T-99 vẫn tiếp tục. Chúng ta không biết chính xác về số lượng đã được sản xuất. Đến năm 2008, có thể đã có khoảng 200 chiếc xe tăng T-98 và T-99. Tại thời điểm này, có vẻ như có hai trung đoàn xe tăng cụ thể nào đó và được trang bị với những chiếc xe tăng này. Ở Bắc Kinh và Thẩm Dương, cả hai đều ở phía đông bắc của đất nước, gần với Mông Cổ, Nga và Bắc Triều Tiên. Có một số biến thể nâng cấp của xe tăng và hiện có thể hơn 1.000 biến thể T-99 đang hoạt động. Điểm quan trọng nhất có vẻ như đây là một chiếc xe tăng mà các cơ quan chính phủ Trung Quốc tin tưởng và đang sử dụng nó như một nền tảng để cải tiến tiếp. Hãy cùng tóm tắt những gì chúng ta biết về T-99, mặc dù thông tin về các hệ thống vũ khí của Trung Quốc thường được giữ kín và T-99 chưa từng tham chiến. Rõ ràng, T-99 là một bước tiến đáng kể của ngành công nghiệp xe tăng Trung Quốc, dù có vẻ như vẫn dựa vào khung gầm T-72 dù dài hơn. Nó đã được cải tiến đáng kể trên mọi phương diện. Thân và tháp pháo được làm từ thép hàn, thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ phương Tây và Nga. Một đặc trưng của thiết kế Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, một nhà thiết kế cấp cao tại Norinco, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Trung Quốc, đã gọi T-99 là xe tăng thông tin hóa đầu tiên của Trung Quốc. T-99 có tổ hợp lái 3 người và được trang bị pháo nòng trơn 125mm, có khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường Reichswehr kiểu Nga. Tên lửa này có tầm bắn 5km vào ban ngày và 4km vào ban đêm. Xe tăng có thể mang theo 4 tên lửa. Vũ khí phụ của T-99 gồm một súng máy động trục 7.62mm và một súng máy hạng nặng 12.7mm trên nóc tháp pháo. Pháo chính có thể bắn nhiều loại đạn,
bao gồm đạn ABS-SDST, HUS và đạn phân mảnh, sử dụng được cả đạn của khối Warsama và Trung Quốc. Giống thiết kế Liên Xô, xe tăng có hệ thống nạp đạn tự động cho đạn 125mm thông qua băng chuyền đặt dưới khoang lái. Hệ thống này cho phép bắn 8 phát trên phút ở chế độ tự động và 1-2 phát trên phút khi nạp thủ công. Xe mang được 42 viên đạn, trong đó 22 viên có thể nạp vào băng chuyền. Tuy nhiên, xung đột Ukraine cho thấy xe tăng Nga dễ bị tổn thương khi trúng đạn hoặc tên lửa chống tăng. Hệ thống nạp đạn băng chuyền không được bảo vệ tốt dẫn đến nhiều xe tăng bị nổ tháp pháo thảm khốc. Đây là vấn đề nghiêm trọng chưa có giải pháp rõ ràng. Việc xe tăng Trung Quốc vẫn giữ thiết kế băng chuyền có thể là một điểm yếu tiềm ẩn chỉ bộc lộ trong chiến đấu thực tế. Đặt đạn dược ở vị trí an toàn hơn và có thể bổ sung tấm chắn nổ tương tự M1 Abrams có thể giúp tăng khả năng sống sót của xe tăng. Xe tăng được trang bị giáp module cách đều nhau. Về lớp giáp phía trước, được cho là có độ dày thép tương đương với 1.000-1.200mm. Động cơ diesel của Đức sản sinh công suất 1.500 mã lực, tạo ra tốc độ trên đường khoảng 55 dặm mỗi giờ. Type 99 có hệ thống điều khiển hỏa lực được máy tính hóa, hệ thống dập cháy tự động, bảo vệ NPC và loa các biện pháp phòng thủ, bao gồm hệ thống vũ khí tự vệ dựa trên laser, một bộ thu cảnh báo laser và lựu đạn khói, hệ thống điều khiển hỏa lực, máy đo khoảng cách và thiết bị theo dõi tự động cho phép xe tăng tham chiến với các mục tiêu di động ngay cả khi chính nó đang di chuyển. Một số công nghệ của Type 99 được cho là đã được trang bị thêm trên xe tăng Type 96. Các đánh giá từ phía phương Tây về xe tăng là không nhất quán. Mặc dù nhận thức rằng Type 99 là một bước tiến quan trọng, một số nhà phân tích phỏng đoán rằng hệ thống điều khiển hỏa lực của Type 99 có thể tốt hơn so với T-90 của Nga, nhưng một số người khác lại không cảm thấy ấn tượng lắm. Các nhà phê bình của thiết kế đã chỉ ra rằng một số điều vẫn còn thiếu sót. Khả năng bảo vệ chống lại IEDS, bảo vệ cho mái xe, thiếu tấm chống nổ và khả năng phòng thủ chống lại những tên lửa dẫn đường chống xe tăng hiện đại nhất. Một số trong số này là những bài học trong chiến đấu mà các phương tiện chiến đấu đã được thiết kế của phương Tây, như M1 Abrams, đã phải học theo cách khó khăn. Một nhà phân tích mô tả Type 99 như đang cố gắng ép một xe tăng thế hệ thứ hai trở thành một mô hình thế hệ thứ ba, nhưng vẫn còn có những cải tiến phía trước. Vào giữa những năm 2000, một biến thể mới của Type 99 đã xuất hiện, Type 99A. Nó mang đến một loạt các cải tiến tiếp theo, bao gồm giáp bảo vệ phản ứng nổ thế hệ thứ ba, tương tự như hệ thống Relic của Nga. Điều này giờ đây có thể cung cấp khả năng bảo vệ chống lại những bộ đôi tên lửa dẫn đường chống xe tăng hiện đại. Tuy nhiên, không phải lúc nào những thay đổi ngoại hình của xe tăng cũng rõ ràng về mục đích và luôn có nguy cơ khi đưa ra phỏng đoán. Tháp pháo được thiết kế lại đôi chút, có thể để tích hợp thêm hệ thống bên trong, bao gồm thiết bị quan sát hồng ngoại thế hệ thứ 3 và hệ thống quản lý chiến đấu kỹ thuật số. Xe tăng hiện nặng 58 tấn so với 54 tấn ban đầu. Tuy nhiên, động cơ 1.500 mã lực dường như vẫn đảm bảo khả năng cơ động tốt cho Type 99A. Đáng chú ý là dữ liệu chính xác về T-99 vẫn được giữ bí mật. Type 99A có thể đã được đưa vào hoạt động từ khoảng năm 2013 đến đến năm 2020. Có báo cáo cho biết đã sản xuất được 840 chiếc T-99. Năm 2014, một phiên bản kỹ thuật chiến đấu của Type 99 được phát hiện, trang bị cần cẩu và lưỡi ủi. Ngoài ra còn có một số biến thể khác của Type 99 được báo cáo bởi truyền thông Trung Quốc và quốc tế. Trong số các biến thể khác nhau, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về việc phân biệt các biến thể, phiên bản mới nhất và hiệu quả nhất. Nhiều thông tin chúng ta có được khó kiểm chứng. Tuy nhiên, có thể nói rằng đã có một sự cải tiến đáng kể khi xe tăng chuyển từ phiên bản cơ bản Type 99 sang Type 99A. Một số báo cáo cho rằng Type 99A1 là phiên bản hiện đại nhất, trong khi số khác tin rằng đó là Type 99G. Có tin đồn về một phiên bản Type 99A2 được cải tiến mạnh mẽ, nhưng cũng có các báo cáo phủ nhận sự tồn tại của phiên bản A2. Một số nhà phân tích cho biết một mẫu Type 99KM đang được thử nghiệm. Type 99 cũng có một biến thể xuất khẩu đơn giản, được gọi là VT1A và được bán cho Bangladesh, Morocco và có thể cả các quốc gia khác. Một phiên bản xuất khẩu mới hơn, VT4, có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Tóm lại, trong nhiều thập kỷ, xe tăng Trung Quốc chỉ là bản sao rẻ tiền của thiết bị Liên Xô cũ, tuột hậu so với thế giới. Tuy nhiên, một số sự kiện đã thay đổi điều này, đặc biệt là xung đột với Liên Xô năm 1969 và chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Những sự kiện này khiến Trung Quốc nhận ra xe tăng của họ không thực sự tốt trên chiến trường.
Từ đó, các nhà thiết kế Trung Quốc đã nỗ lực kết hợp những điểm mạnh nhất từ xe tăng phương Tây và Nga, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình chiến lược và yêu cầu riêng của Trung Quốc. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ Nga và Mỹ, xe tăng Trung Quốc không còn là bản sao kém chất lượng nữa. Khoảng cách về trang bị quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ dường như đang thu hẹp lại. Có thể nói, T-99 là một bước tiến về phương pháp và khả năng phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc. Các phiên bản nâng cấp mới nhất của T-99 cũng góp phần cải thiện đáng kể. Liệu nó có thể sánh ngang với xe tăng Mỹ, châu Âu và Nga hay không? Khó có thể khẳng định chắc chắn, nhưng những ngày của chiến tranh vùng vịnh, với hình ảnh hàng loạt xe tăng Trung Quốc bốc cháy trên chiến trường, có lẽ đã qua. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố quan trọng mà Trung Quốc thiếu: kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Không có mức độ huấn luyện và mô phỏng nào có thể kiểm tra toàn diện hệ thống quân sự của một quốc gia, bao gồm giáo trình, hậu cần, tinh thần và khả năng chiến đấu, cũng như hiệu suất của xe tăng và tổ lái. Đối thủ tiềm năng nhất của T-99 có lẽ là M1 Abrams. Năm nay, Đài Loan sẽ bắt đầu thay thế 100 chiếc M60 bằng 100 chiếc Abrams. Abrams là một loại xe tăng hạng nặng và cổ điển, nhưng đã chứng minh được sự đáng tin cậy và sức mạnh qua nhiều trận chiến. Nó đã trải qua nhiều nâng cấp và cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tế, và sẽ là một đối thủ đáng gờm trong việc phòng thủ chống lại một cuộc tấn công trên bộ từ Trung Quốc. T-99 là một thiết bị ấn tượng, đại diện cho đỉnh cao hiện tại của ngành công nghiệp xe tăng Trung Quốc. Tuy nhiên, liệu có thể giữ vững vị trí này trong tương lai hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. Khó có thể nói chắc chắn rằng liệu T-99 có đủ sức mạnh để dẫn đầu lực lượng xe tăng Trung Quốc trong hai thập kỷ tới hay không. Nhu cầu về thiết kế xe tăng đang thay đổi liên tục, vai trò của xe tăng đang được xem xét và điều chỉnh. Sự xuất hiện của máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine đã khiến một số nhà phân tích quân sự cho rằng xe tăng đã lỗi thời. Điều này có lẽ còn quá sớm để kết luận, nhưng máy bay không người lái, sự cải tiến của tên lửa chống tăng và những thách thức đặc biệt của chiến đấu trong đô thị sẽ đảm bảo rằng các nhà thiết kế xe tăng của Trung Quốc sẽ luôn phải đối mặt với những thách thức mới. Hy vọng rằng chúng tôi đã mang đến quý vị những thông tin hữu ích và góc nhìn mới về T-99 cũng như tương lai của xe tăng chiến đấu chủ lực. Quý vị nghĩ sao về nó? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi ở phần bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.